Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay thì quay trở lại với cái đám màu gà nha anh chị. Thì để quay cho anh chị xem về cái tình hình. Nay là 26 nha anh chị ha. Thì cây màu gà ở bên team em thì nó cũng đã phát triển nha anh chị. Và cũng đã là thêm cái đất cho nó nè. Anh chị có thể xem được ha. Thì màu gà này là màu gà phụng dĩ nha anh chị. Hôm bữa thì em cũng có ra chậu á, cũng như là chia sẻ cho anh chị về cái ngày rồi đó. Anh chị có thể là xem lại ha. Hôm nay là quay lại cái tình hình cho anh chị xem. Còn đây là cái màu gà búa nè. Hôm bữa mà ra chậu anh chị, có một số mà chậu không quên bỏ lân á, nó bị vàng, sau đó phải trộn lại. Hiện nay thì nó cũng đã xanh nha anh chị ha. Thì đối với cái giống màu gà búa này á, thì cái ngày gieo của nó là cái ngày 22 tháng 9 nha anh chị ha. Còn màu gà phụng dĩ là ngày 27 tháng 9. Hiện nay nó cũng phát triển khá là đều ha anh chị. Còn nay là ngày 26 tháng 10. Có nghĩa là nay là em đã hơn một tháng nha anh chị ha. Tháng 4 bữa nha anh chị. Được ba mấy ngày nè. Thì cây này nó khoảng đâu tầm 45 ngày là mình có thể là mình tỉa lá chân cho nó nha anh chị ha. Nó quay cho anh chị xem. Này cũng khá là đẹp nha anh chị. Này là giá thể tro đen nè. Với sơ dừa với phân chuồng nha anh chị. Còn hướng dương thì nó nằm mé bên kia. Để quay cho anh chị xem. Còn anh Ca sáng anh đang tưới hoa lan. Thì bên em thì vẫn còn cái giống màu gà nha anh chị ha. Cũng như là vạn thọ đó. Thì anh chị nào mà cần cây giống thì cứ xuống vườn ở bên em ha. Vườn bên em là ngay cổng chào ấp Thành Lạc luôn. Để em quay cho anh chị xem. Nè, ngay cái cổng chào luôn nha anh chị. Xuống đây thì giờ mình thấy có cái đám bông à, nằm bên tay phải. Này màu gà đỏ nha anh chị ha. Đỏ. Màu gà đỏ. Cái này là giống của ở bên Đồng Tháp nha anh chị ha, Sa Đéc. Quay tình hình cho anh chị xem ha. Cái này là mình thêm đất nha anh chị ha, mình phải thêm đất cho nó. Cái này cũng mới tưới được 2 cử phân nha anh chị. Thì thời gian đầu thì chỉ tưới DB cộng với dưỡng rễ thôi. Thì cái liều lượng thì em cũng đã chia sẻ cho anh chị rồi ha. Đây mấy cây này cũng phát triển cũng khá là ok anh chị. Khoảng cách này anh chị thấy không? Cái này khoảng cách thì khoảng đâu là 5 tấc anh chị ha. Nó sáng quay sơ qua cho anh chị xem. Anh chị có câu hỏi gì cứ bình luận bên dưới thì rảnh rảnh em sẽ làm video em trả lời anh chị ha. Bên đó còn số màu gà nè. Cái này anh Ca anh Giang đang xả cái giá thể để chuẩn bị mà ra chậu cho vạn thọ nha anh chị ha. Khúc này chắc mai mốt trồng ban mai. Còn ở đây sẽ trồng một số dạng thọ cây khoảng đâu 1.000 á. Còn lại là trồng dạng thọ đó. Này vẫn xả giá thể nha anh chị ha. Còn sống đời nè. Này cũng phát triển lắm. Rồi thôi em cũng xin phép tạm dừng nha.